chồng tới đón bất ngờ. Ba mua quà quá trời luôn nè Chi. Xin chào bà cô chú. Nó lớn lên. Xin chào các bà cô chú. Xin chào cô chú anh chị, sáng nay hai mẹ con đi học nè mọi người. Yeah. Em cho Chi đi học còn Kim thì đi làm. Hôm nay thứ 6 rồi cô chú anh chị. Trưa nay ba Chi sẽ về. Ba Chi về nhà khoảng 1 giờ mấy đó thì Kim sẽ đi làm buổi sáng thôi. Buổi xế chiều thì Kim sẽ về sớm á mọi người. Mới sáng sớm anh cô chú, mới sáng sớm vô tiệm là đã full thợ hết trơn rồi nè. Đây là cô chủ đang làm nail. Shop của mình là thợ nam nhiều nha mọi người. Em sơn sầu với cái quái lên. Sơn sầu. Em nói người ta nghe rồi đó. Họ nghe luôn đấy. Ừ. Vậy chị cắt cái đoạn em nói đó. Chị quay lại. Ở Anh là móng chân cũng giống Việt Nam hả cô chú anh chị, đây nè, để cái chân lên đùi. Shop này toàn đại gia không à cô chú ơi, đi làm nail mặc đồ Burberry kìa. Biết chị hôm nay quay, biết chị hôm nay quay em mượn bộ quần áo hôm qua đấy. Burberry đeo mắt kính Prada ha. Đôi giày cũng Burberry luôn. Trời ơi là trời. Thằng trong nhà em nó mà xem được nó cười em chết. Đây nữa nè, đây là thợ nail chính nha mọi người, đây là thợ rất là giỏi luôn, đi làm nail cũng đại gia không nè. Đeo bông đai mình ha, dây chuyền thì đeo cái sợi thật là to. Đây là mới nhìn ở ngoài thôi nha, lật vô trong là cũng đồ hiệu không. Thêm một cái chị thợ chính vô nữa nè mọi người. Chịu gì nói. Vô tới chỗ này cô chú. À, đang pha một ly cà phê uống. Sáng á, mệt nó không có muốn ăn sáng mọi người. Uống cà phê nè. Ở trong đây là cô chủ mua cà phê để mì gói sẵn nè. Mọi người muốn ăn gì ăn. Uống cà phê, ăn sáng, nấu mì cũng được. Không phải người của con chủ. Ở Anh thì 90% người ta làm nail là người ta thích đắp bột ha cô chú anh chị. Cho nên mà ai biết đắp bột là làm có tiền đó. Chồng tới đón bất ngờ, tưởng đâu ông ngoạn gọi mà sao không vô đây luôn vậy. Xin chào cô chú. Tony đến đón nè, hôm nay Tony đến shop luôn cô chú anh chị, đến shop làm bất ngờ cho Kim quá trời luôn. Đang làm ở trong mà chạy vô. Hồi nãy Kim quát chân mày bây giờ nó đỏ hết trơn rồi mọi người. Bây giờ đi về sẽ đón Chi hả mọi người. Đón Chi học về sớm xong rồi đi shopping mua đồ ăn hả cô chú anh chị. Trời hôm nay nắng đẹp cô chú. Nắng ấm. Papa luôn mà ôi. Một tháng trời đó cô chú anh chị. Một tháng trời mới về. Good. How long your flight? First flight was nearly 20 hours. The second flight 6 hours 40 minutes. I had to wait. I only had to wait. Oh, we had to wait about 3 hours, but I did some work. So Tony bay từ 5 giờ sáng hôm qua. Tony 5 giờ sáng hôm qua là máy bay cất cánh rồi đó cô chú anh chị. Giờ mà tới 1 giờ rưỡi chiều hôm nay mới về tới bên đây ha. Total travel time bay từ, was 31 hours. Bay từ New Zealand bay về đây thì tới gần almost 30 hour flight. Nearly 31 hours traveling time. Thì bây giờ là 3 giờ rưỡi nè, 3 giờ rưỡi Tony mới đi về tới nhà xong rồi đi đón Kim luôn á cô chú anh chị. Quá trời dài luôn, quá mệt mỏi luôn á mọi người. Chị hôm nay Chi sẽ rất là vui luôn, chị gặp ba. Mấy ngày nay á, Chi buồn á cô chú anh chị, cứ khóc tối là khóc nói nhớ ba. Hôm nay mừng dữ lắm luôn rồi. Person's at home for you as well. Aren't you? They're not at that one. Oh, I wish you were okay. Yeah. Did you have a nice day? Hey? Oh, have you been a good girl? Daddy, I made you a picture. Have you made that for me? Can I have a look at it then? Wow, look at that. You mean backwards? I don't understand it. Chị xin chào bà cô chú ơi. Chị mới đi học về nè cô chú anh chị, vừa đón Chi luôn. Bây giờ sẽ đi mua đồ ăn ha mọi người, đi siêu thị mua đồ ăn xong mình mới về nhà. Ok để mẹ cho. Đi siêu thị mua đồ ăn nè cô chú anh chị. Nhà nè cô chú ơi, chị Chi đã ngủ lên xe luôn rồi nè, quá mệt mỏi. Hàng Chi hồi nãy giờ ngồi nghe em ra không nghe tiếng Chi luôn, thì ra Chi đã ngủ rồi cô chú anh chị. Giờ xách cái đồ này vô nhà xong rồi Tony sẽ đi mua đồ ăn hết mọi người. Bữa nay không có nấu ăn, Tony muốn ăn món tàu cho nên là sẽ đi mua món tàu, món hoa đó mọi người. Em Chi đã ngủ rồi cô chú anh chị. You're very tired, Mum. Oh. Come on, baby, you gotta keep your eyes open for the next 10 minutes. Trời ơi, on, ba mua quà quá trời luôn nè Chi. Trời ơi là trời. Để ba mở đèn lên xem. Oh my god. Khoan từ từ để ba vô, ba nói cái nào của Chi, cái nào của mẹ. No, để lên bàn đi. Coi ba nói cái nào của Chi, cái nào của mẹ đâu. Quá trời, ba bữa nay ba chơi sang quá trời luôn rồi. Đi đợt nào đi về cũng vậy đó, mua đồ tốn tiền gần chết luôn. Is that mom, that Chi, mommy, Chi and daddy? Chi vẽ hình Chi tặng ba nè. That's daddy, that's me, that's mommy. À ok, đây là Chi vẽ mẹ nè, Chi nè, ba nè. Trời, Chi có cái vuông miệng, đồ trái tim, đồ quá trời, quá đất luôn. So, these two are for Chi. And those two are for Mummy, and then there's one in there for Cameron. Yeah. With a big box, look. Oh, that's nice. And then there's two in there for Daddy and one in there for Jacob. So everybody's got one. Rồi, Chi mở của Chi trước đi. You're gonna be gentle with it, right? Oh my God! Look at that, Chi. Look at that, Chi. Oh no. No. Từ từ thôi con, cái hộp quá đẹp luôn. Pull that like that. Mở từ từ. On two ends and that's it. Open it up. Right. Mở nhẹ nhàng tí con lại thì cũng giật luôn luôn. Take the paper off. I like this jumper. Màu hồng kia trời ơi. Quá trời đẹp luôn rồi. Chị thích không? Có cây dừa nữa kìa, có được coconut tree kìa. Đẹp quá. So you do the same again, Chi. That's it. That's it. Cái hộp đẹp quá trời nè cô chú anh chị. Rồi cái hộp này nữa, coi cái hộp này là hộp gì. Yeah. Yeah. Do you want to give it to me, babe? Yeah. Give it to me. I'll take it out of the way. Oh my god. It comes in a little bag as well. Hey, look. Yeah, right. Now look inside the box. What are these? Okay. Just put them down for a minute. Con mở ra coi. Right, and look, see what's in there, look. Pull the paper out, look. Wow, look at those. Wow. Yeah, back again out the way, babe. Đẹp ha cô chú anh chị. Open it. Yeah, look. It's too big. Sao biết Chi mang sót cái là dừa đó. Maybe a bit. Right, Chi, put your foot in the other one. Cái này chắc năm sau mới mang dừa quá, ba sợ không dừa, ba mua số lớn. Chi mang cái size số 9 thôi, ba mua size số 10. I'm only 4. No, they're both not fair. Yeah, not. À, Chi để đi. Cảm ơn Chi. Ma, open it. Cái này bây giờ là tới mẹ nha. Cái hộp đẹp quá trời luôn đó mọi người, nhìn nè. Cái dây cũng đẹp nữa, quá trời cái hộp này. Cái năm nay người ta thiết kế cái màu xanh. Honey, this year green. Yeah. That's why we see in the supermarket everywhere, really. Yeah. Này. Same color of tea. I can see. Oh my god. How much is it? Oh, babe, don't worry about how much it is. Just put it on. Really? Ow! Very nice. Very nice. I like it. See, it's all in. Mở ra cho mẹ đây nè, chị mở cho mẹ nè. What inside đó? Hey, be careful, careful. You're pulling it out and. Wow, look at that, chị. Same size, right? I will make a present. What? No, it wasn't $700. It was reduced. I will make a present. But that was the price before sale. Put it on sale. How many was it? I don't know what it was. I think it was. Cái áo này là nói là 400 in the end. $700 là lúc chưa có discount nha, 400 à. Discount. Đẹp á. Thank you, honey. It's very nice. Why don't you tell me how much? Because I'm not telling you. Because you're gonna go what? 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 Cái Kim mặc vô thử cái áo này, Kim thích cái áo này quá trời luôn, đẹp. What? Mặc vô chồng vô luôn. Why don't you take that t-shirt off and then put it on? What a neck so small. Because it's brand new, babe. There you go. Fits fine. In fact, it's perfect. Yeah. Good job, Dad. Wait, yeah, look, the label's stuck. Yeah, that's perfect. Yeah, in fact, good. Thank you. Yeah. Tới ba chi? Cái gì vậy? Giống như cái sợi thắt lưng quá à. Love Sanchia. Ma, and it says Love Sanchia. It's very nice, honey. Chi mẹ biết rồi con. I wear with my work pants. Because it's blue on the inside and black on the outside, so it's reversible. Let me see. Cái này có hai màu hả cô chú? Một bên là màu xanh và một bên là màu đen. Đây màu đen nè. Đây màu xanh nè. Có thể thay đổi, mình có thể mở ra mình để vô. Đẹp á. Open the box. Má open your present. Ok, mẹ biết rồi. Để mình coi ba có cái gì nè, ba mua cho ba cái gì nè. Gucci. Yeah, look nice. Now open your present now. Yes, look good, honey. Now open your present now. Thank you. Mm-hmm. Yeah. Good. Now open your present. Ba chị có cơm chiên với lại thịt gà chiên luôn á cô chú, thịt gà lăn bột mà chiên người ta xong rồi người ta cháy tỏi. Cay hả mọi người, cơm chiên. Chi nè, chị ăn cái món xà lách hồi nãy ba mua nè, giống như là nuôi á, có cái nước sốt sốt giống như là sốt kem á cô chú anh chị, chỉ có xà lách. Còn Kim này của Kim ăn sushi với cái này cơm mà người ta để trong cái gì đậu hũ đó cô chú anh chị, nó ngọt chua ngọt ngon lắm, của Nhật. Bữa nay Kim lấy được cái nước tương ăn sushi nè, với lại cái wasabi đó, có gừng ngâm chua nữa nè cô chú anh chị, rất là ngon luôn. Mời cô chú anh chị và các bạn nha. Ngon không chị? Chị ăn này. Nhà ba người ăn ba món hết mọi người, ăn không có giống ai hết trơn á. Ai thích cái gì thì ăn cái đó. Chị ăn thử không? Xin mời cô chú anh chị và các bạn nha.